Lúa mình này chín vàng hực hết, cả nhà nhìn thấy không? Rất là vàng luôn. Giờ mình ra đồng mình chuẩn bị lên máy cắt cả nhà ơi. Hãy theo chân mình lên máy cắt nha, lúa rất là vàng rồi. Máy cắt lúa rồi cả nhà ơi. Wow. Nói chung là cắt từ ở trên này cắt từ dài xuống đất mình luôn nha cả nhà. Mình chắc cắt tới chiều mới xong luôn cả nhà ơi. Máy cắt tới luôn cả nhà ơi. Hơi nóng ra quá trời. Trời ơi, trong trên ghê quá cả nhà ơi. Cái đường rất là nhỏ luôn. Đường rất nhỏ cây khói luôn mà đi nè. Wow. Ghê quá, độ cao đứng ghê quá. Trời ơi. Vô tới vuông rồi. Wow, độ cao phết luôn. Đó, giờ tới vuông mát quá. Tới lộ luôn. Ngồi lên lộ luôn. Ngồi lên lộ luôn. Đúng không? Rồi đóng lúa kìa, lên lộ luôn, lên lộ luôn, tạ số, tạ số à. Quá là lúa luôn, ai biết. Chào mấy anh lúa luôn. Ồ quá trời đống lúa luôn. Nói chung thu hoạch nè, cái đống lúa hết hồn luôn cả nhà ơi. Rồi mấy anh xuống lúa chất theo cây. Vô vuông, vô vuông. Vuông này vuông khác nữa, nó nghiêng quá. Đúng rồi. Không vậy chứ cứng lắm, đúng không nổi đó đâu. Dạt cái bờ ra luôn. Dạt cái bờ ra luôn rồi. Sâu quái luôn. Cho mai mốt cô bé vô làm. Cái mặt đỏ luôn anh à, cắt lúa xong, bán lúa xong, giờ ra động mình vừa đốt cơm xong rồi mình nó cháy lan ra người ta cả nhà ơi. Nó cháy lan luôn, đốt con miếng nhỏ xíu mà giờ cháy hết cánh đồng luôn. Đốt cái cháy hết cánh đồng luôn. Hên là dập tắt mình được. Chữa xong đầu cổ mình không còn cái gì luôn cả nhà. Mới không rồi á. Mình có mua một số cá lóc cả nhà, giờ mình ra mình tận dụng cái gươm của mình, mà cái gươm mà mình đã mần xong cái mùa cả nhà. Giờ mình nướng những con cá này mình ăn xong rồi mình kết thúc một cái mùa vụ mùa vụ 3 tháng trời. Hên là còn miếng lúa này nè. Dập được chứ không phải là chết luôn. Đền chết luôn. Trái lan ơi. Nói chung là mình ra giữa đồng luôn, cả nhà mình giữ được. À có nón lá anh. Đội lên đi. Thôi giờ không đội nữa, giờ mệt á. Giờ mình thủ lên luôn. Hả?
Đúng không? Em còn chưa ăn đắng đắm nữa kìa. Đúng rồi. Gươm này là gươm mình rút mình nghe cả nhà. Ủa sao bên đây tống anh? Thấy con cá luôn. Bích chính xích qua chứ. Đó. Chỉ còn như đây thôi là. Nè. Đúng rồi. Hiếm không còn đắng đắm. Thôi được rồi. Rồi, ăn mừng kết thúc mùa vụ nha cả nhà. Ăn mừng vài con cá nướng gươm. Qua đầu mình có gì mình chơi nấy luôn. Rồi chạy nổ. Thằng dữ kìa. Ôi trời ơi. Trái luôn. Trời đất ơi. Ôi cũng ơi. Ôi. Còn đủ không đủ không đủ. Đủ đủ luôn. Con ngon luôn. Ủa nó vàng. Nè. Đó. Giữa ruộng đó. Đó. Đã không? Thật chưa? Giờ sao cầm cho nổi này. Nóng quá. Để xíu đi, xíu đi. Cả nhà ơi. Đây. Đó. Lóc của tôi là đây đó. Đó. Cả nhà thấy đã không cả nhà? Không có bao nó vàng. Vàng gom à. Gom nó phải vàng rồi đó. Đó. Nghe không? Thấy khét chứ không phải khét đâu. Đó. Cái lớp vải nó cháy thôi. Nướng gom mà đầu mùa gì nó đã lắm. Đó. Đó, nhìn này thấy rõ không? Cái này là không có nướng cái kiểu gì nhanh bằng nướng trui hết. Nướng trui gom á. Một phút 30 giây. Phút 30 giây nó chín mà nó thịt nó rất là thơm. Thịt đó nè. Thấy không? Thấy chưa? Nó tươi không? Cá nè. Đó. Wow. Ngon quá. Chín nè. Nhà thấy không? Ngon quá nhờ ơi. Chưa thấy thịt ngọt. Ngon lắm hả? Cách nướng ở miền Tây nha nhà. Cách nướng không canh là thịt nè. Sao? Mua ớt lên. Wow. Bốc mùi thơm luôn. Ngon đã. Nó chín gì mà tới xương nó chín nó ngon. Ồ gom đã, trái đã mà nó ngon. Thịt cá lóc mà ăn vậy nó đã ngon thiệt. Gió nó mát mặt hết đỏ rồi. Ngon quá nhờ. À quá là hết tâm thần ta. Ai có coi cái clip tước nữa nha. Mình mua chỗ có ông xịt ở dưới cái 12 cân ngục có ai coi clip tước á. Thì biết cái cá này từ đâu ra. Cá này đồng luôn á nha. Lắp đồng luôn á. Bởi cá không có bự. Thiệt nó nhỏ mà. Một cây.
Ừ, cái đầu nó cũng ngon lắm nha. Mấy con má. Một con. Dứt miếng dưa leo ạ. À. Láng ngỏ. Quá hơn còn rồi cả nhà ơi. Nó cho mình ra lòng. Nó cả nhà. Đã mình xong một cái mùa vụ rồi cả nhà ơi. Nói chung mình cũng có một miếng đất mà nhỏ chứ không có lớn, nhưng mà mình mần ở đây cũng tập thể nhau vậy đó, rồi gáp nhau mình làm. Ra cũng cắt lúa, mình nói chung là vụ mình cắt xong. Rồi mình cũng buôn bán xong rồi. Mình ra mình đốt gom chuẩn bị bơm nước lên mình xới, mình xạ vụ mới cả nhà ơi. Nói chung là một kết thúc 3 tháng ròng rã. Nên mình cũng kiếm được số cá là vừa mình ra mình đốt, nướng xong mình đốt cái review cho cả nhà coi là cá đồng nướng gom ở miền Tây cực kỳ ngon, cực kỳ ăn ngon luôn. Mà ngồi trong cái những cái vuông mà mát như vậy cả nhà. 12 giờ trưa nữa. Thôi nó mát làm sao. Thôi cả nhà ơi, nói chung là video mình rất là dài rồi cả nhà ơi. Từ quay từ mà cắt lúa xong rồi cho tới đốt làm đồng luôn là kết thúc rồi đó cả nhà. Cả nhà thấy hay cho mình một like. Nhớ nhấn cái chuông theo dõi những cái kênh tiếp theo về cái cuộc sống ở miền quê mình như thế nào, giờ nó như thế nào, mà hồi xưa như thế nào, và hiện tại tới như thế nào, mình sẽ quay hết cho cả nhà xem. Rồi mình bắt những con gì, mình ăn những con gì. Thôi lần nữa bye bye, chào tạm biệt cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Bye bye.